Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. 10 loại tên lửa chủ lực của Việt Nam khiến thế giới phải khiếp sợ. Các bạn thân mến, trong khu vực Đông Nam Á, quân đội nhân dân Việt Nam hiện đang sở hữu những dòng tên lửa đẳng cấp, dẫn đầu về kỹ thuật quân sự, trong đó có cả các dòng tên lửa hành trình, tên lửa đối hạm hay tên lửa đạn đạo. Tất cả đã tạo nên sức mạnh và uy tín cho quân đội nhân dân Việt Nam. Vậy thì cụ thể đó là những tên lửa nào? Các bạn hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, khi nhắc đến các loại tên lửa đang có trong biên chế của quân đội Việt Nam thì chúng ta không thể không nhắc tới tên lửa chống hạm KH-35E là một loại tên lửa chống hạm tốc độ cận âm được sử dụng phổ biến nhất trên tàu chiến hải quân ta hiện nay. Dòng tên lửa này có thể được phóng đi từ nhiều nền tảng khác nhau như tiêm kích, trực thăng, bệ phóng mặt đất với khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa, ngoài đường chân trời, trần bay cực thấp để tối giản thời gian bộc lộ trước phương tiện trinh sát, radar phát hiện mục tiêu cũng như cấp bệ phóng phòng thủ tàu. Về thông số kỹ thuật cơ bản, mỗi quả KH-35E dài 4,4m, có sải cánh 0,93m, đường kính 0,42m và trọng lượng 630kg. Nhìn chung thì kích thước của nó khá nhỏ gọn, thuận tiện trong việc di chuyển lắp đặt. Ví dụ như khi trang bị trên tàu tên lửa 12.418 Monilla có thể mang tới cơ số đạn 16 quả KH-35E dù chỉ có lượng dạng nước hơn 500 tấn. Ngoài ra, các tên lửa KH-35E còn được đặt trong ống phóng kiêm ống bảo quản có thể tái sử dụng của bệ phóng KT-184, có thể lắp từng quả hoặc cụ 4 quả sẵn có cho việc thay thế. Đặc biệt, loại tên lửa này còn mang đầu tự dẫn radar chủ động ARGS-35E, được thiết kế để có thể dẫn đạn bay trúng mục tiêu được phân công ở pha cuối hành trình. Trong đó, đầu tự dẫn thực hiện những tính năng như phát hiện và lựa chọn đúng mục tiêu mặt nước cần công kích theo thông số được nạp từ đầu, xác định và cung cấp tham số mục tiêu và tốc độ tiếp cận mục tiêu cho máy tính trên tàu phóng. Có thể quét mục tiêu từ khoảng cách tối đa 20km, khối lượng 40kg, thậm chí là trong điều kiện biến động tới cấp 6. Với vận tốc bay xấp xỉ 900km/h, những quả KH-35E của Hải quân Nhân dân Việt Nam hoàn toàn có thể tiêu diệt các mục tiêu có lượng dạn nước lên đến 5.000 tấn từ khoảng cách 300km chỉ với một đòn đánh duy nhất. Chính vì vậy mà nó đã trở thành lực lượng xương sống của quân chủng Hải quân và trang bị phổ biến trên biên đội tàu tên lửa Monilla, lớp tàu tấn công hiện đại và đông đảo nhất Việt Nam hiện nay, hoặc trở thành cầu thủ đắc lực bên cạnh các tàu hộ vệ tên lửa lớp Jupat. Thứ hai, đó chính là tên lửa hành trình Moskit, có tên đầy đủ là P-270 Moskit. Đây cũng là một trong những vũ khí, khí tải hiện đại của Hải quân Việt Nam, được lắp đặt chủ yếu trên tàu tên lửa Monilla 1241.8. Về thiết kế, P-270 Moskit được thiết kế theo mô hình khí động học tối ưu dành cho vật thể bay tốc độ siêu âm. Vì sử dụng động cơ phản lực dòng khí thẳng, có động cơ khởi tốc sử dụng nguyên liệu rắn hoạt động trong 4 giây đầu tiên sau khi phóng và động cơ phản lực dòng thẳng nhiên liệu lỏng cho giai đoạn bay hành trình. Vậy nên nó có thể đạt tầm bắn tối đa tới 120km khi bay ở chế độ cao, thấp hoặc 80km với chế độ thấp, thấp. Cự ly tương đối là 160km. Bên cạnh đó, đồng thời phương thức dẫn bắn bằng radar thụ động còn cho phép tên lửa P-270 Moskit nhận diện những nguồn gây nhiễu tích cực và sử dụng chúng làm kênh dẫn đường. Đặc tính này khiến cho Moskit có khả năng chống chế áp điện tử rất cao. Chỉ với 15-17 quả tên lửa Moskit là đã có thể tiêu diệt cả một cụm tàu hải quân công kích chủ lực. Ngoài trang bị trên các loại tàu chiến thì P-270 Moskit còn có thể lắp cho máy bay chiến đấu Su-27 hoặc Su-32FH. Khi máy bay phóng tên lửa ở độ cao cực đại là 12km so với mặt nước biển, nó có thể đánh chìm tất cả các loại chiến hạm và vô hiệu hóa cả tàu sân bay. Thứ ba, đó chính là tên lửa Stardust, tổ hợp được thiết kế nhằm tiêu diệt tất cả các loại chiến hạm nổi. Đây là dòng tên lửa hành trình đối hạm tầm xa, là biến thể chống hạm của tên lửa đạn đạo hạt nhân chiến thuật P-5 Piatikura. Grau gọi thiết kế này là 4K-44, còn ký hiệu của NATO là SSN-3 Stardust. Từ lâu, loại vũ khí này đã nằm trong trang bị của quân chủng Hải quân Việt Nam và thậm chí còn có thông tin về việc Việt Nam tiến hành cải tiến, nâng tầm bắn tên lửa Stardust lên đến 900km. Tầm tiến công có thể bao phủ hầu hết diện tích Biển Đông.
Điểm nổi bật khi nhắc tới loại tên lửa này chính là khả năng mang đầu đạn nặng tới 800 kg thuốc nổ hay 100 kt hạt nhân. Một sức công phá khủng khiếp, thừa khả năng đánh chìm chiến hạm cỡ lớn trên 7.000 tấn chỉ với một phát bắn duy nhất và thậm chí có thể đánh chìm cả tàu sân bay. Còn về kích thước, nó có chiều dài là 10m, đường kính 0,9m, sải cánh 2,6m, cùng trọng lượng phóng 4.500 kg. Đồng thời sử dụng hai động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn và động cơ hành trình nhiên liệu lỏng, giúp nó có tầm xa 460 km và đạt tới tốc độ Mach 1.4. Sau khi phóng lên, tên lửa sẽ leo lên tầm cao, tăng tốc tới và bắt đầu tìm kiếm vùng phía trước với radar tìm đường của nó. Hình ảnh kết quả được truyền tới tàu phóng thông qua một kênh TV. Và hiện nay, loại tên lửa này đang được trang bị cho tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển tầm xa Redoute-M của Hải quân Việt Nam. Đây cũng chính là tên lửa đối hạm có tầm bắn xa nhất của Việt Nam hiện nay. Thứ tư, tên lửa Yakon. Thực chất thì Yakon chính là phiên bản xuất khẩu của tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh P-800 Orkis. Đây là phiên bản sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng của P-80 Ju. Grau gọi nó là 3M55, còn NATO gọi dòng tên lửa P-800 này là SSN-26. Thông số cơ bản của Yakon bao gồm chiều dài 8,9m, đường kính 0,67m, trọng lượng phóng 3 tấn, đầu đạn 250 kg và tầm bắn từ 120 đến 300 kg tùy chế độ bay. Thế nhưng, nổi bật nhất chính là tốc độ Mach 2.5. Dù khá nặng thế nhưng nhờ động cơ dẫn lực dòng thẳng sử dụng nhiên liệu lỏng, Yakon có thể đạt tốc độ siêu âm ở mỗi giai đoạn bay, tạo nên uy lực công phá rất mạnh mẽ, đủ sức vô hiệu hóa mọi loại tàu chiến đang có mặt trên khắp các đại dương. Và đây cũng là loại vũ khí có thể phóng từ đất liền, tàu mặt nước, trên không hay từ tàu ngầm. Sau này người ta còn dựa trên thiết kế của Yakon để làm nền tảng để phát triển tên lửa PG-10 BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển. Hiện nay Hải quân Việt Nam đang sử dụng tên lửa Yakon trong hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển BASMP. Tuy nhiên trong tương lai gần như chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được lắp đặt trên tàu chiến. Thứ năm, tên lửa đạn đạo Scud hay còn được gọi là tên lửa R-11-17 thuộc tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến dịch, chiến thuật 9K-72E Airbus do Liên Xô phát triển. Mỗi chiếc Scud R-17E sẽ có chiều dài là 11,25m, đường kính thân 0,88m cùng trọng lượng phóng 5,9 tấn. Thiết kế của R-17 có thể mang được đầu đạn thuốc nổ thường nặng 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân từ 5-7 kiloton, đầu đạn hóa học. Với đầu đạn thuốc nổ, tốc độ va chạm 1,4 km/giây sẽ tạo ra hố sâu 1,5 cho đến 4 km, rộng 12m. Đạn tên lửa R-17E thường được đặt trên bệ phóng di động 9P-117 Ugradan, dựa trên khung gầm cơ sở xe vận tải hạng nặng Mach 543. Khi phóng, tên lửa sẽ được khung nâng đạn dựng thẳng đứng và bắn đi. Hiện Việt Nam là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á được trang bị tổ hợp tên lửa đạn đạo có uy lực tấn công cực lớn này. Các tổ hợp Scud đã được bàn giao cho Việt Nam từ cuối những năm 1970 và vẫn sẽ được tin tưởng cho đến tận bây giờ. Tiếp theo đây là tổ hợp tên lửa S-300 SAM, phiên bản đang có mặt trong biên chế quân đội nhân dân Việt Nam là S-300 PMU-1 do Nga thiết kế, phát triển từ thế hệ S-300P. Đây là loại khí tài thuộc thế hệ mới hiện đại trên thế giới, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi trong chiến tranh công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh. Với công nghệ tiên tiến, S-300 PMU-1 có thể chống được tất cả các loại nhiễu của đối phương. Ngoài ra, nó có thể trang bị tới 3 loại đạn bao gồm 5V55R, 48N6E và 48N6E2, cũng như tiêu diệt được các mục tiêu bay như máy bay chiến đấu, các loại vũ khí tấn công tầm thấp, tên lửa hành trình chiến lược, các loại tên lửa đường đạn chiến thuật chiến dịch hay tên lửa đường đạn hoạt động trong tầng khí quyển. Được đánh giá là hệ thống tiền tệ nhất trên mạng lưới phòng không của Không quân Việt Nam, loại tên lửa này có thể theo dõi và tấn công hàng chục mục tiêu ở khoảng cách lên đến 75 dặm. Kết hợp với việc sử dụng máy bay chiến đấu, mạng lưới SIM sẽ rất khó bị hạ gục. Thứ bảy, tên lửa KH-31P, một loại tên lửa rất đặc biệt khi so sánh với các dòng tên lửa chống radar đã có từ trước, nổi bật với tầm bắn xa, có tốc độ siêu âm trong suốt hành trình, ổn định quỹ đạo trong điều kiện cường độ nhiễu động cao và ngắt bức xạ radar dẫn đường trước khi đến mục tiêu. Dựa trên KH-31P thì Nga đã phát triển thêm phiên bản KH-31A là tên lửa chống hạm với nhiệm vụ phá hủy các tàu nổi có lượng choán nước lên tới 4.500 tấn và có tầm bắn tới 160 km.
Theo một vài thông tin, trong giai đoạn 2010-2013, Việt Nam đã đặt mua từ Nga 80 tên lửa KH-31A để trang bị cho máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2. Hiện nay, các máy bay hiện đại của Không quân Việt Nam bảo vệ Trường Sa như Su-27, Su-30 đều được trang bị loại tên lửa siêu âm KH-31 bởi vì nó có khả năng chọc mù radar và tiêu diệt chiến hạm đối phương. Thứ 8, tên lửa 3M-54 Club. Đây là một tổ hợp tên lửa đa năng do phòng thiết kế Novator OKB-8 của Nga phát triển. Hiện Club đã có các phiên bản phóng từ tàu mặt nước, tàu ngầm và trên đất liền. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì tổ hợp trên được thiết kế với nhiều loại đầu đạn khác nhau, cho phép nó được sử dụng rộng rãi để tiêu diệt các tàu chiến hải quân như tàu mặt nước, tàu ngầm cũng như các mục tiêu cố định trên đất liền. Đối với biến thể dài 3M-54E ở pha cuối tên lửa bay với tốc độ siêu âm Mach 2.9 khiến cho các hệ thống phòng thủ của mục tiêu không có đủ thời gian để kịp phản ứng, còn phiên bản ngắn 3M-54E1 lại có vận tốc cận âm Mach 0.8 với tính năng tương đương với tên lửa hành trình Tomahawk và Astrox của Mỹ. Thế nhưng nó nhỏ hơn và có tầm bắn ngắn hơn. Hiện Hải quân Việt Nam đang triển khai các tên lửa Group S trên tàu ngầm Kilo 636, thế nhưng chưa có thông tin cụ thể về loại đạn 3M-54E hay 3M-54E1 và tương lai có thể thêm cả phiên bản Scrub S. Thứ 9, tên lửa BrahMos. Để đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là ở vùng Biển Đông thì hiện nay Việt Nam đang trông chờ vào một loại vũ khí có tính năng răn đe rất mạnh, đó chính là tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. Trong tháng 5 vừa qua, Ấn Độ đã tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cho Việt Nam. Được biết, BrahMos là một trong những tên lửa tiên tiến nhất của Ấn Độ, có tầm bắn 290 km, di chuyển với tốc độ từ 2 Mach đến 3 Mach, tương đương 1 km trên giây, và đã được trang bị cho cả 3 nhánh trong quân đội Ấn Độ kể từ năm 2005. Nó có thể tích hợp trên nhiều nền tảng khác nhau, từ tàu chiến đến tàu ngầm, máy bay chiến đấu, thậm chí là bệ phóng trên đất liền. Chắc chắn đây sẽ là một cái tên rất đáng để mong chờ trong tương lai. Và cuối cùng là P-15 Termit, một loại tên lửa chống hạm được phát triển bởi Viện Thiết kế Raduga từ thời Liên Xô, Cục Tên lửa và Pháo binh GROW gọi nó là 4K40. Còn trong các tài liệu báo cáo của NATO thì được định danh là STIG hoặc SEN-2. Thế nhưng trong quân đội Nga, chúng thường được biết đến với tên gọi là Rubet. Về thiết kế, mỗi quả P-15 Termit dài 5,8m, có đường kính 0,76m cùng trọng lượng phóng 2.300kg và đầu đạn từ 440 đến 513kg. Loại tên lửa này không được đánh giá cao về tầm bắn vì tầm bắn của nó chỉ khoảng 80km và tốc độ Mach 0.9. Tuy có kích thước khá lớn, thế nhưng hàng ngàn tên lửa P-15 đã được chế tạo lại gắn trên các lớp tàu chiến cỡ nhỏ hay các bệ phóng trên đất liền. Trong biên chế của lực lượng Hải quân Việt Nam, P-15 Termit được trang bị cho các tàu tên lửa tấn công nhanh lớp OSA đời thứ 2 1241RE và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Rube. Dù không phải là vũ khí tối tân bậc nhất, song đây vẫn là một đối thủ đáng gờm khi đối đầu. Vậy theo các bạn, với lực lượng tên lửa như trên, Việt Nam có đủ sức răn đe những kẻ đối đầu trên Biển Đông hay không? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình cho mọi người cùng được biết nhé! Đến đây thì video ngày hôm nay của Tin Mới cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Các bạn có nhận xét gì về chủ đề ngày hôm nay? Hãy cùng comment ở phía dưới cho mọi người cùng được biết nhé. Nhớ like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!